mày vẫn còn cơ hội sống nếu mày nói ra. Đi chết đi! Thằng này xử lý thế nào đây? Tặng cho nó combo vài liều êm ái. Làm như nó giết thằng Tân Cẩu vì sợ nên tự sát. Làm đi. Hy vọng thuốc của chúng mày tốt. Tao không chết thì cứ cẩn thận. Để nó xuống. Ngày xưa khi anh là quan đầu tỉnh, hàng năm cấp dưới cái nô nức lũ lượt kéo nhau về tổ đình họ Dương, nơi cụ tổ 18 đời của anh được phong thành hoàng làng. Đấy, đấy. Có công mở đất đấy ạ. Sau tôi phải cấm đấy. Ôi tôi chết. Em lại không biết anh phiền, nên mấy hôm trước em có về thăm tổ đình ạ. Đúng là to và hoành tráng thật anh ạ. Đặc biệt là mấy cái hoành phi câu đối, em thấy sâu sắc và ý nghĩa lắm ạ. Dạ. Em có xin phép chụp lại mấy bức hình. Đây. Đây. À, anh ơi, anh cho em hỏi, đây có phải là cái tiêu ký của nhà họ Dương không ạ? Dương là mặt trời. Dạ. Con cháu nhà họ Dương khi còn bé, dạ, luôn mặc y phục có thêu hình nửa mặt trời để tưởng nhớ đến tổ tiên. Dạ. Thưa cô, nó đây. Chú nói dối. Không, tôi không nói dối. Cháu không tin ạ. Thằng bé không hề tồn tại. Đó chỉ là cách gọi của anh Khánh. Thế nó là cái gì ạ? Là cái gì thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi đã thề với anh ấy là cất giữ nó, trừ khi là anh Khánh. Tôi không thể giao nó cho ai được. Dù là miễn cưỡng chiều vợ thì em cũng rất vui với cuộc hẹn hò lãng mạn này. Đừng làm bất cứ chuyện gì vượt quá sức chịu đựng của anh. Em không làm điều gì khuất tất sau lưng anh hết. Và đừng bao giờ nói cho anh nữa. Anh có một đề nghị. Đó là cái gì? Là thứ đang đẩy vợ cậu ra khỏi nhà đấy. Có liên quan đến Tuấn Mỏ không? Liên quan đến những chuyện thâm cung bí sử ở cái tỉnh này. Thứ mà tôi cần, đó chính là điều mà Tuấn Mỏ đang muốn có. Rất tiếc, cái tính mạng của mày không ai có thể cứu được cả.